Happy Life xin chào quý nhà đầu tư. Có phải bất cứ ai khi bước chân vào thị trường đầu tư tài chính cũng sẽ đều luôn có những trăn trở nhất định? Cụ thể là tâm sự của một bạn đã giấu tên gửi về cho Happy Life qua form. Em tìm hiểu về chứng khoán và rất thích Warren Buffett, nên em chọn theo phương pháp đầu tư dài hạn. Em cũng đã tham khảo nhiều video của anh Thái và đọc sách Ngày đòi nợ, Payback Time, và em chọn theo phương pháp này. Nhưng em không hiểu vì sao khi đã xác định dài hạn mà trong khi nhìn thấy tài khoản của mình lãi 5%, sau đó lại lỗ 3%, sau đó lại tăng 1%, lòng em cứ đứng ngồi không yên. Nhiều lúc thấy lời được khoảng 5% cứ muốn bán vì sợ lại lỗ tiếp tục. Em biết là mình chọn đầu tư theo dài hạn mà cứ sợ hãi như vậy là không đúng, nhưng em không có cách để thoát khỏi tình trạng này. Mong rằng anh chị trong cộng đồng Happy Life có thể cho em vài gợi ý để em có thể khắc phục tình trạng trên. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã có những câu nói rất hay về hành trình đầu tư dài hạn. Thị trường chứng khoán chuyển tiền từ người nóng lòng sang người kiên nhẫn. Nếu bạn không nghĩ đến việc mua cổ phiếu để nắm 10 năm, thì đừng mua để nắm 10 phút. Khi tìm ra một công ty tốt, thời hạn nắm giữ lý tưởng nhất là mãi mãi. Những dự đoán cho bạn biết nhiều về người dự đoán, còn về tương lai thì không. Hãy mua cổ phiếu như cách bạn mua một căn nhà. Hãy hiểu mọi thứ về nó và chấp nhận rằng bạn có thể sở hữu mà không cần sàn giao dịch. Bạn thân mến, tâm lý đầu tư dao động theo thị trường là điều không thể tránh khỏi đối với bất cứ nhà đầu tư nào, đặc biệt là những ai mới bước chân vào thị trường đầu tư chứng khoán. Nhưng để có thể đầu tư hiệu quả, bạn buộc phải quản lý tốt hai điều này: quản trị vốn và quản trị tâm lý. Cho dù là đầu tư dài hạn, trung hạn hay ngắn hạn, nhà đầu tư cũng cần phải chuẩn bị một tâm thế thật vững. Để có thể vững, bạn buộc phải trau dồi kiến thức, đọc thêm nhiều sách để nắm rõ quy luật của thị trường, của phương pháp đầu tư mà mình lựa chọn để giao dịch. Dù là phương pháp nào thì cũng luôn có nguyên tắc, và hãy thuộc tuân thủ nguyên tắc nhé. Bạn có thể kết hợp đọc bộ sách đầu tư giá trị từ A đến Z của Happy Life trong tủ sách đầu tư, tìm hiểu thêm các bài viết, video trên website happy.live, kênh YouTube Happy Life, YouTube Thái Phạm, và nếu không hiểu, hãy nghe đi nghe lại, tự tìm hiểu thêm các keyword mà bạn khó hiểu. Một yếu tố quan trọng cuối cùng chính là tâm lý khi đầu tư. Bất cứ sự trải nghiệm nào cũng đều có một bài học quý giá, và đó sẽ là kinh nghiệm mà bạn có thể mang theo suốt hành trình đầu tư của mình. Trải nghiệm để biết rằng mình có phù hợp với phương pháp này hay không. Trải nghiệm để biết rằng thành công luôn là sự tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại. Happy Life chúc bạn thành công. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân và phát triển bản thân. Happy Life xin chào và hẹn gặp lại các bạn. You're so beautiful, girl. 그대 눈을 바라볼 때 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 있어야. You're so wonderful, girl. 작은 손짓 하나야 그대 원하는 걸 모두 주고 싶어. My superwoman, yeah. Girl, I'm under your spell. 너의 마법 So tell me who stole from the skies, or did you take a star and place right in your eyes? You're so beautiful, girl. 그대 눈을 바라볼 때 내가 모르는 걸 이제 믿을 수가 있어야. You're so wonderful, girl.